Chào mừng tất cả các bạn và các học sinh đã đến kênh YouTube dạy học Thành Nhân. Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Các em học sinh lớp 12 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp phần bài tập hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến nha các em. Hôm trước ta học làm tới bài 2AB rồi, bây giờ ta làm tới bài 2C. Bài 2C nè. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y bằng căn x bình trừ x trừ 20. Khoảng đơn điệu nghĩa là tìm cái khoảng tăng, khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của nó. Đồng biến sao có thể là khoảng tăng, khoảng giảm. Đồng biến là khoảng tăng, nghịch biến là khoảng giảm. Khoảng đơn điệu là đồng, là đơn điệu là nghịch biến, đồng biến đó là tăng giảm. Thì đối với cái hàm đa thức của hôm bữa thì mình là tập xác định là nó bằng R. Hàm đa thức thì nó tầm bằng R, nhưng mà đây hàm có căn nè, với hàm có phân thức nè, thì nó có điều kiện đó. Thì như vậy hàm số xác định khi nào? Hàm số xác định nè, khi x bình trừ x trừ 20 này phải lớn hơn bằng 0. Mày ta để vào cái máy tính này, ta bấm mốt, bấm cái nút dưới này, rồi ta bấm cái nút số 1, rồi ta bấm tiếp số 1, đó, cái nút lớn bằng 0 này là nút số 3, bấm số 3, rồi ta điền cái số này vào, 1 trừ 1 trừ 20, 1 trừ 1 trừ 20, như vậy nó sẽ là x nhỏ hơn bằng âm 4, thấy không, và x sẽ lớn hơn bằng 5. X nhỏ hơn bằng âm 4, x lớn hơn bằng 5, có nghĩa là mình chỉ lấy ngoài của khoảng này thôi, trong thì mình không lấy. Rồi ta xác định nó như vậy d của mình là sẽ bằng nè, trừ vô cùng đến trừ 4 có góc mặt vuông hợp với 5 cho đến cộng vô cùng. Rồi bước thứ hai là bước đạo hàm y phẩy, đây là căn u, y phẩy sẽ bằng u phép trên 2 căn u. X mà đạo hàm là bằng căn x nè. Đấy, đạo hàm là bằng 1 trên 2 căn x. Còn căn u mà lấy đạo hàm thì bằng u phép chia cho 2 căn u. Đây, 2 căn u đây rồi. U phép của mình là gì? U phép của mình là đây là đạo hàm của 2x, x bình là ra 2x. Làm cho nhanh luôn nha. Âm x đạo hàm là ra âm 1. X phép của mình bằng 0 thì tương đương với 2x trừ 1 này bằng 0. X trừ 1 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1 chuyển qua đây là 1. Đây nhân chuyển qua thành chia cho là bằng 1 bằng 2. Rồi bây giờ ta lập cái bảng biến thiên. X đi từ trừ vô cùng nè cho đến âm 4. Nghiệm của nó là 1 phần 2. Là từ 5 cho đến cộng vô cùng. Thì ngay chỗ số 4 này nè. Cái số 5 này nè. Mình lấy hai khoảng ngoài mà khoảng trong này mình đâu lấy đâu, nên mình bỏ đi.
Nhưng mà mình xét dấu thì mình vẫn xét dấu. 1 phần 2 thì y phép bằng 0 này nọ. Bên này số A dương cho nên mình điền bên này là dương. Dương là bên bên phải cái số 1 phần 2 này nghe là dương nha. Như vậy hàm số của mình, quên, đây ra vẫn là âm nè, âm. Trước trái sau cùng mà. Đây nè, nhám lên, này tăng lên. Đó. Thì khi mà x nó bằng vô cùng á, thì mình xét ở chỗ này các em, là nó vẫn là cộng vô cùng, cho nên trừ vô cùng này nó vẫn là cộng vô cùng. Khi nó bằng 4 thì nãy mình tính nó rồi, nó sẽ bằng 0. Ở chỗ này bằng 5 thì nó cũng bằng 0, tăng lên cộng vô cùng. Rồi bây giờ mình nói thôi. Vậy hàm số nghịch biến, cái khoảng này nó đi xuống nên nghịch biến. Vậy hàm số nghịch biến khoảng là trừ vô cùng đến trừ 4. À, số đồng biến 5 cho đến cộng vô cùng là xong câu C. Qua câu câu D. Như vậy hàm đa thức thì nó không có điều kiện, nhưng mà hàm căn với lại hàm phân thức là phải có điều kiện. Trong căn thì phải lớn bằng 0. Câu D nè. Câu D thì hàm số xác định khi nào? Khi cái mẫu này phải khác 0. Khác 0. Khác 0 thì mình chuyển qua là x bình phương khác 9, tức là x phải khác cộng trừ 3. À, rồi. Bây giờ mình như vậy tập xác định của mình là gì? Tập xác định nè, D nè bằng R nè trừ D nè cộng trừ 3 nè. À, bây giờ mình tính đạo hàm. Này đạo hàm hơi, hơi khó là bởi vì nó là U trên V sẽ bằng U phép V trừ V phép U trên V bình. U phép 2x đạo hàm ra số 2. Trừ, nhớ là trừ. Trừ V phép là x bình đạo hàm bằng 2x. 9 đạo hàm hết. Chỗ này sẽ là 2x. V phép U cũng 2x luôn. Trên V bình. Bằng 2x bình trừ 18. 2x bình là trừ 18 này, rồi trừ 4x bình này. Chia cho x bình trừ 9. Cả bình. Trừ 4x bình cộng 2x bình là trừ 2x bình. Thì ta thấy cái trừ 2x bình nên là số âm. Bởi vì x bình là số dương mà trừ mà là, mà trừ 18 nó cũng là âm không? Cho nên cái số cái này nó sẽ nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc D. Rồi như vậy ta có bảng biến thiên. Như vậy luôn 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 là có cái tập xác định nè. Bước thứ nhất tập xác định, bước thứ hai đạo hàm, bước thứ ba là bảng biến biến thiên. Là bước thứ tư kết luận thôi. Rồi nó đi từ trừ vô cùng nè, trừ 3 là không xác định nè, xác định mình gạch hai cái dấu số đây nè, rồi 3 cũng không xác định, gạch hai cái dấu số đến cộng vô cùng. Như vậy mình thấy đây là y phẩy là luôn âm âm nè, y phép luôn luôn là âm, nên trên đây là âm
âm âm thì y của mình trên đường đi xuống. Đi xuống thì khi x của mình mà vô cùng thì đây vô cùng, căn của vô cùng cũng là vô cùng, cộng vô cùng. Ủa, nhầm rồi, nhầm đây chứ cái nhầm. Khi x của mình vô cùng thì cái dưới mẫu ấy, quên, cái mẫu là lớn hơn cái tử cho nên chia xuống nó sẽ bằng không. Chà, cái bậc ở trên tử mà nhỏ hơn cái bậc ở dưới tử ấy, dưới mẫu ấy, thì nó bằng không. Bậc ở trên tử mà bằng bằng cái bậc ở mẫu ấy, thì nó bằng một số. Còn cái bậc ở trên tử mà lớn hơn bậc ở mẫu ấy, thì nó sẽ bằng vô cùng. À, cái đó từ từ là mình sẽ biết nhiều như vậy. Đây là bậc trên tử là x ta nè, bậc dưới mẫu tới x bình nè, nhưng mà chia xuống là ra số 0. Không có nó giảm xuống được nha. Thì tương tự bên này cũng vậy. Thì nó cũng giảm xuống số 0. Khi nó bằng 3 hoặc trừ 3 thì chỗ này sẽ bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0, chia cho số 0 nó sẽ bằng vô cùng. Nhưng mà giảm xuống đây là sẽ giảm xuống trừ vô cùng. Và đây là cộng vô cùng. Giảm xuống trừ vô cùng. Đó. Một số mà chia cho số 0 là bằng vô cùng nè. Mà chia cho số 0 trừ á, thì nó bằng trừ vô cùng. Mà chia cho 0 cộng á, là cộng vô cùng. Hôm nay toán lớp 11 nha. Rồi tới đây mình chỉ cách luận nữa thôi. Vậy hàm số nghịch biến hết luôn. Vậy hàm số này nghịch biến. Nên có khoảng là trừ vô cùng, à, trừ vô cùng đến trừ 3. Rồi trừ 3 đến 3. Rồi 3. 3 đến cộng vô cùng là xong. Bây giờ tôi qua bài số 3. Cho hàm số y bằng x trên x bình cộng 1 đồng biến. Không, chứng minh hàm số. Chứng minh rằng hàm số y bằng x trên x bình cộng 1 đồng biến trên khoảng trừ 1 đến 1. Như vậy mình đi chứng minh thì mình cũng làm cũng tương tự các bước giống như cái bài. Thì mình thấy cái mẫu số này là đúng ra là phải khác không, nhưng mà vì x bình là lớn bằng không rồi, lớn bằng không mà cộng 1 thì lớn hơn không rồi, cho nên cái mẫu này đảm bảo là nó khác không rồi, cho nên con số 3 này D là bằng R, tập xác định D bằng R rồi. Ta cũng có y phẩy, y phẩy là bằng cái gì? U phách V, U phách là 1. V, V là x bình. Trừ V phách U, trừ đây là trừ 2x, cái này là bằng 0. Trừ 2x nhân x. Trên cho V bình. Nghĩa là U phách V này, trừ V phách U này, U phách V trừ V phách U, trên cho V bình. 1 nhân x bình là x bình. 1 nhân 1 là 1. 2x bình. Cái này x bình 1 bằng trừ x bình cộng 1. Như vậy y phải bằng 0 thì tương đương với cái tử này bằng 0. Chứ cái mẫu thì khác không rồi. Này ta tính nhẩm cũng được, không thì lấy máy tính bấm mốt 53 hàm mốt 922. A của nó là trừ 1, B bằng 0 mà C bằng 1. Thì ta sẽ ra nghiệm là x là bằng 1 và x bằng âm 1. Rồi ta đi lập bảng xét dấu. Bảng miếng thiên á.
X nó đi từ bằng tập R nên đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng luôn. Y phẩy có thể nghiệm là trừ 1 và 1 mình đưa vô đây. Y phẩy nè, có hai nghiệm là trừ 1 và 1 cho nên y phẩy bằng 0 tại đây. A của y phẩy là dấu âm, cho nên mới ngoài này âm. Qua cái nghiệm để đảo dấu thành dương, đảo dấu thành âm. Và y âm thì nó đi xuống, dương thì nó đi lên, đi xuống. À, như vậy là ngay chỗ vô cùng này là mình thấy dưới mẫu là bậc nó lớn hơn tử cho nên nó sẽ bằng không không không. Chỗ một có thể chỗ này một, chỗ này một với một là hai, nhưng mà chỗ này là 1/2. Âm 1 thì chỗ này sẽ là âm 1/2. Cái số này mình tính cũng được, nhưng mà vài bữa mình phải tính, bắt buộc phải tính. Rồi, mình chỉ kết luận thôi. Thì mình nhìn vô bảng biến thiên mình thấy nó đồng biến nó khoảng trừ 1 đến 1 nè. Đồng biến nè, trong khoảng là trừ 1 đến 1. Nhưng mà điều phải chứng minh. Họ biết chứng minh là nó đồng biến khoảng trừ 1 đến 1. Thì đây mình nhìn vô đây mình thấy nó đồng biến khoảng trừ 1 đến 1. Nghịch biến từ trừ vô cùng đến trừ 1 và 1 đến cộng vô cùng. À, như vậy hàm số đồng biến nó khoảng từ 1 đến 1. Đó là câu câu 3. Để sang câu số 4. Câu số 4 là câu số 4 chứng minh rằng hàm số y bằng căn hấy trừ x bình đồng biến liên khoảng 0,1 và nghịch biến liên khoảng 1,2. Thì thực ra là mình cũng làm tương tự thôi. Đó. Dạ, mình cũng làm tương tự thôi. Câu số 4. Thì trước tiên tập xác định của nó là gì? Vì cái căn nè. Cho nên ta có 2x trừ x bình lớn hơn bằng 0. Ta cũng bấm máy tính giống nãy em. Thì mình giải ra nó sẽ ra nó x sẽ lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 2. Vì đã có hai nghiệm là 0 với 2 này. Trong trái dấu A là trừ nè. Rồi như vậy tập xác định D của mình sẽ bằng 0 đến 2. Như vậy mình chỉ xét trong khoảng 0 2 thôi. Rồi y phẩy. Đây là căn của U là bằng 1 trên 2 căn U. À, nhân cho U phết. U phết đây là 2, 2x là đạo hàm ra 2 nè, đây x bình phương là trừ 2x nè. Và chỗ này là 2 trừ 2x. Mình rút cái dấu 2 này ra. Rút cũng được mà không rút cũng được. Còn y phép bằng 0 là tương đương với 1 trừ x nhưng mà 0 có nghĩa là tương đương với x bằng bằng 1. Rồi. Nên ta lập bảng biến thiên cũng được, còn không thì tính tính miệng cũng được, tính tay cũng được. Bảng biến thiên này. Nghiệm của nó đây là trừ 1. Nhưng mà mình chỉ tính từ 0 đến 2 thôi nha. Một là làm y phép bằng 0. A của cái y phép này là trừ nè. Cho nên phía bên này nó mang dấu trừ.
À, như vậy mình có thể tính những số bỏ vô ra đường, nếu mà một thì chỗ này sẽ là một, không thì chỗ này sẽ không, hai thì chỗ này sẽ không. Như vậy mình thấy hàm số đồng biến nó khoảng 0 đến 1 nè, và nghịch biến đến khoảng từ 1 đến 2. Như vậy mình nói là vậy, hàm số đồng biến trong khoảng là, và nghịch biến trong khoảng là 1 đến 2 đều phải chứng minh. Thực ra nó cũng như nhau thôi, nhưng mà cách người ta bị làm là nó khác chút thôi. Được chưa? Rồi, sau qua bài số 5. Bài số 5 các em. Chứng minh các bất đẳng thức sau. Câu A là tan x lớn hơn x. Này câu 5A nè. Thì ta chuyển x đi qua là sẽ tan x trừ x. Thì ta xét xét hàm số x là bằng tan x trừ x với lại x lớn 0 nhỏ hơn pi chia 2. À, thì ta cũng làm tương tự các bước nha em. Tập xác định của nó là đây này, 0 đến pi chia 2 nè. Giờ f(x) tan đáy đạo hàm là bằng 1 trên cos bình. Bây giờ sin lấy đạo hàm là bằng cos, cos lấy đạo hàm bằng trừ sin. Tan lấy đạo hàm bằng 1 trên cos bình. Cô tan lấy đạo hàm là bằng trừ 1 trên sin bình. Đó, cái bản lượng bản bản đạo hàm là mình phải nắm hết. X lấy đạo hàm là x mũ n, lấy đạo hàm bằng n, x mũ n trừ 1. X lấy đạo hàm là bằng 1. Rồi ta quy đồng nó lên là bằng 1. Cái này quy đồng lên là trừ cos bình. Cos bình cộng sin bình là bằng 1. Như vậy 1 trừ cos bình là bằng sin bình. Cos bình cos chia sin chia cos là bằng tan, nên mình cho nên là tan bình. Đây là một số bình phương cho nên nó luôn luôn lớn hơn, lớn hơn bằng không, nhưng mà vì cái góc của nó là lớn hơn không cho nên nó lớn hơn không luôn với mọi x 0 đến pi chia 2. À, thực ra số bình phương là lớn bằng không, nhưng mà vì đây cái góc này nó không bằng không, tan không của nó bằng không. Như vậy hàm số này phải luôn luôn đồng biến không? Mình có thể lọc cái bảng biến thiên ra cũng không được, một không thì người ta có ax nè. Fx từ 0 đến pi chia 2. Fx là dương. Hàm số đi lên. Hàm số đi lên có nghĩa là fx này mà x bằng 0 thì fx bằng mấy? Tan của 0 bằng 0 nè. 0. Tan của pi chia 2 là bằng vô cùng. À, nhớ rồi chưa? Trục tan nè. Trong này trục cos, trong này trục sin. Tan của không là bằng không, còn tan của pi chia 2 là nó thẳng đứng ở đây, song song luôn là bằng vô cùng. Như vậy fx nó tăng từ 0 cho đến cộng vô cùng, có nghĩa là fx này nó phải lớn hơn 0. Được chưa? Nó lớn hơn 0 bởi vì nó đi, nhỏ nhất của nó là bằng 0 mà. 0 nó đi lên cho nên nó luôn luôn nó lớn hơn 0. Như vậy mình suy ra fx luôn luôn lớn hơn 0.
lớn không thì mình sẽ suy ra được là tan x, vì ấy biết là bằng tan x trừ x, lớn không thì mình suy ra tan x lớn hơn x với mọi x. Một khoảng 0 đến pi chia 2 này. Nhưng mà đây là điều phải chứng minh. Là xong. Như vậy cái bài này là các em phải chuyển vế qua rồi xét fx của nó. Rồi qua câu 5B. B thì ta cũng làm tương tự vậy. Ta chuyển ý này qua, ta chuyển ý cái này qua. Thì ta xét nè. Hàm số fx chuyển qua là nó bằng tan x chuyển qua đổi dấu trừ x mũ 3 x lớn hơn 0 nhỏ hơn pi chia 2. Rồi ta cũng làm tương tự, ta cũng xét độ hàm. Độ hàm f phải x nè. Tan là lấy độ hàm là bằng 1 trên cos bình. X lấy độ hàm bằng 1. X mũ 3 lấy độ hàm là 3x bình 3, 3 bỏ đi. Còn là x bình. Cái này mình có thể viết như thế này, hàm mình viết như thế này cũng giống nhau thôi. Rồi. Như vậy mình sẽ 1 trên cos bình. 1 trên cos bình là các em học rồi, 1 là bằng sin bình cộng cos bình. Sin bình chia cho cos bình là bằng tan bình. Còn cos bình chia cos bình là bằng bằng 1. Nhưng mà chỗ này thì sẽ bằng là 1 nè cộng cho tan bình phương x nè. Một trừ một hết, nhưng mà bằng tan bình trừ x bình. Tan bình trừ x bình là bằng tan x trừ x nhân tan x cộng x. Thì đến đây ta mới lý luận nè. Hồi nãy theo câu A ta có là tan x lớn hơn x, có nghĩa là tan x trừ x lớn hơn không, tan x trừ x lớn hơn không. Góc từ 0 đến pi 2 thì tan x lớn hơn 0, x cũng lớn hơn 0 thì tan x cộng x cũng lớn hơn 0. Nhưng mà tan x trừ x là lớn hơn 0 nãy mới làm. Đây cũng lớn hơn 0 nhân lại là lớn hơn 0. Nhưng mà mình cũng xét dấu ra. Từ 0 cho đến pi chia 2. Nó lớn hơn 0 là luôn luôn dương. Hàm số đi lên. Khi x bằng 0 thì tan x, tan 0 là 0, đây 0, 0, như vậy chỗ này cũng 0. Đến đây thì khi x đến pi chia 2 thì chỗ này cũng là vô cùng. Thì mình thấy là fx nó đi từ 0 đến cộng vô cùng, có nghĩa là fx nó sẽ lớn hơn 0. Fx lớn hơn f0 này, mà f0 này cũng là 0, lớn hơn 0 luôn nè. Nhớ nhà nó tăng lên nó là lớn hơn 0. Cái này phải hiểu bài mới làm được á, lớn hơn 0 nè, đi từ 0 đi lên nè. Thì có nghĩa là nhỏ nhất của nó là 0. Thì mình suy ra được tan x trừ x mũ 3 lớn 0. Mình suy ra tan x với mọi x thuộc không đến pi chia 2. Đây là điều phải chứng minh. Như vậy bài 2 là bài tập của chúng ta đến đây là hết rồi các em. Và hôm sau mình sẽ học bài cực trị của hàm số. Cực trị là cái gì? Cực trị là mấy cái chỗ, mấy cái điểm này nè, người ta gọi là cực trị nè. Đó, nó đi lên đi xuống. Cái điểm cao nhất gọi cực trị nè. Hoặc là đi xuống đi lên.
Đây là cực trị nhưng mà cực đại, đây là cực tiểu, cũng gọi là cực trị. Như vậy bài học của chúng ta đến đây đã hết rồi các em. Chào tạm biệt các em.